cho mình kỹ thuật để một dãy nhà tại quận 2, và anh kỹ thuật đang chuẩn bị lắp một khóa điện tử cho nhà ở. À, cửa chuẩn bị lắp là cửa một cánh nha, mọi người cùng theo dõi công trình lắp đặt như thế nào nha. Tiên là kỹ thuật lắp cố định khóa điện tử. Tiếp theo là bước phân lỗ đi dây từ nguồn đến khung cửa, và sau đó sẽ âm dây xuống khóa. Sau khi dây điện được âm từ cửa xuống khóa thì sẽ được xử lý và đấu nối như thế nào. Ngoài ra còn app điện thoại. Với app điện thoại thì mọi người có thể cài đặt thêm khóa và quản lý người dùng khóa điện thoại. Bộ khóa sẽ được lắp trên cánh cửa và bán khóa sẽ âm từ tường. Còn khóa đặt và nguồn sẽ được lắp trên cao. Như vậy là công trình lắp khóa đã được hoàn thành. Mời mọi người, hẹn mọi người quay lại những video lần sau.